Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thực hành. Bạn có ý nghĩ gì thực hành? Thực hành được định nghĩa là sử dụng một ý tưởng hoặc thực sự, đưa nó vào vị trí. Nó cũng đề cập đến hành động liên tục làm một cái gì đó để có được tốt hơn về nó. Một ví dụ về thực hành là tạo thói quen cho một cái gì đó. Thực hành là gì và tại sao nó quan trọng? Lý do là khá rõ ràng. Thực hành giúp cải thiện kỹ năng và làm cho bạn tốt hơn trong những gì bạn làm. Nếu bạn thường xuyên thực hành một kỹ năng nhất định, bạn có được nó tốt và điều này xảy ra với việc học tập quá. Một kỹ năng thực hành là gì? Hiệu suất lặp đi lặp lại hoặc tập thể dục có thể hệ thống cho mục đích đạt được kỹ năng hoặc sự thành thạo. Thực hành làm cho hoàn hảo, hành động hoặc quá trình thực hiện hoặc làm một cái gì đó. Đưa một kế hoạch vào thực tế, những hành vi đáng xấu hổ của một kẻ tống tiền. Tại sao thực hành rất quan trọng? Thực hành giúp ta cải thiện kỹ năng và làm cho bạn tốt hơn trong những gì bạn làm. Nếu bạn thường xuyên thực hành vào một kỹ năng nhất định, bạn sẽ được nó tốt. Và điều này xảy ra với việc học tập quá. Tất cả chúng ta đã có họ học trong nhiều giờ thực hành điều này mà chúng ta đã học đi học lại trong một kỳ thi hoặc một bài kiểm tra mà chúng ta có. Lợi ích của thực hành là gì? Thực hành cho phép chúng ta thực hiện một nhiệm vụ trong khi sử dụng xử lý não ngày càng ít hoạt động. Nó làm cho mọi thứ tự động. Khi người biểu diễn nắm vững một khía cạnh trong công việc của họ, họ giải phóng tâm trí của họ để suy nghĩ về một khía cạnh khác. Mục đích của thực hành là gì? Thực hành là hành động lặp đi lặp lại một hành vi hoặc tham gia vào một hoạt động hết lần này đến lần khác với mục đích cải thiện hoặc làm chủ nó. Nhưng trong cụm từ thực hành làm cho hoàn hảo, các phiên được kế lên kế hoạch cho mục đích diễn tập và cải thiện hiệu suất được gọi là thực hành. Có thực hành thực sự làm cho bạn tốt hơn? Trong khi câu nói muôn thuở cho thấy thực tiễn làm cho hoàn hảo, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thực hành một mình không nhất thiết dẫn đến thành công. Thay vào đó, các chuyên gia cho rằng loại thực hành đúng là điều thực sự quan trọng khi cố gắng ưu hóa việc học và tăng kỹ năng. Làm thế nào tôi có thể thực hành học tập? Thứ nhất, sử dụng các vấn đề cơ bản cải thiện bộ nhớ. Thứ hai, tiếp tục học và thực hành những điều mới. Thứ ba, học theo nhiều cách. Thứ bốn, dạy những gì bạn học cho người khác. Thứ năm, tận dụng việc học sử trước để được thúc đẩy việc học mới. Thứ sáu, có được kinh nghiệm thực tế. Thứ bảy, tra cứu câu hỏi lời thay vì đấu tranh để ghi nhớ. Số 8, hiểu cách bạn học tốt nhất. Liệu thực hành làm cho một người đàn ông hoàn hảo phải không? Thực hành làm cho người đàn ông hoàn hảo là một câu tục ngữ cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc thực hành liên tục trong bất kỳ môn học nào để học bất cứ điều gì. Không có sự thay đổi cho thành công, việc khó khăn và thành công, chúng ta phải thực hành trong lĩnh vực cụ thể trên cơ sở thường xuyên và chúng ta muốn thành công. Thực hành ảnh hưởng đến não như thế nào? Nhưng luyện tập không chỉ thay đổi cơ thể vận động viên, nó cũng thay đổi bộ não của họ. Khả năng thay đổi bộ não của chúng ta được gọi là dẻo. Học một kỹ năng mới lúc đầu có thể khó, nhưng chúng ta càng làm gì đó, con đường thần kinh liên quan đến kỹ năng đó càng trở nên mạnh mẽ và nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn. Điều gì xảy ra với não của bạn khi bạn thực tập chấp niệm và căng thẳng? Nghiên cứu cho thấy rằng sau khi thực hành chấp niệm, các chất xám trong não của bạn, amygdala, một khu vực được biết đến với vai trò của nó trong căng thẳng, có thể trở nên nhỏ hơn. Một khu vực não được gọi là vùng hippocampus giúp bạn nhớ và học tập. Khu vực này cũng có thể nên dày hơn sau khi thực tập chấm niệm. Làm thế nào tôi có thể thực hành nhiều hơn? Kết hợp những lời khuyên này vào thói quen thực hành hàng ngày của bạn và bạn sẽ sớm thấy những lợi ích.
Thứ nhất, tạo bầu không khí nhận thiết lập đúng cho bạn. Thứ hai, ấm lên. Thứ ba, có một mục tiêu. Thứ bốn, hãy thực tế. Thứ năm, xác định và khắc phục các vấn đề. Thứ sáu, trở thành một nhạc sĩ không chỉ là chơi các nốt nhạc. Số 7, viết trên âm nhạc của bạn. Số 8, ghi lại chính mình. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.